Vâng, em xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại trung tâm xe đã qua sử dụng. Và em tới có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Xiêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội nha các bác nha. Hôm nay cửa hàng bên em lại về một chiếc Hyundai Accent đời 2019, xe phiên bản đặc biệt cao cấp nhất nha các bác nhá. Có cửa sổ trời này, ghế chỉnh điện. Đó, động cơ 1.4. Chiếc xe này được sản xuất năm 2019, xe mang biển tỉnh và chạy được 3.4 vạn. Chiếc xe vừa mới về đến cửa hàng bên em. Đó, tình trạng xe xung quanh vẫn còn những vết xước, bên em sẽ cho dọn và tháo những cái miếng dán này ra nhá các bác nhá. Đây, động cơ 1.4 tiết kiệm nhiên liệu 5.8, 7.1 và 5 lít ngoài đường trường nhá các bác nhá. Hàng ghế sau này, đó, độ mịn của chiếc xe hay là nội thất xe vẫn còn rất là giữ gìn nhá các bác nhá. Đấy, xe chạy có 3.4 vạn, có ga tự động, có cruise control. Đó, các cổng sạc, ghế da. Đó, xe mới về, xe có ngoại thất màu đỏ nha các bác nhá, nội thất đen với kem, ghế da. Đây, khoang động cơ, khoang máy móc của chiếc xe quý anh chị ạ. Đó, những chi tiết chiếc xe, ốc chân máy vẫn còn nguyên bản này các bác này. Đó, thì anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu xe Hyundai Accent và trong tầm giá hơn 4 đồng thì các bác liên lạc qua cho em nhé. Hỗ trợ trả góp lên đến 70%, cam kết chất lượng nguyên bản nguyên zin cho các bác về máy móc động cơ khung gầm nhé, xe không tai nạn nhé. Cảm ơn các bác theo dõi ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.